Mãng xà khổng lồ ăn thịt người hung bạo nhất hành tinh. Chúng giấu mình dưới nước và săn mồi bằng cách quấn chặt thân con mồi, siết chặt khiến nạn nhân chết vì ngạt thở, vỡ nội tạng hoặc chảy máu bên trong. Sau khi con mồi chết, chăn khổng lồ sẽ nuốt toàn bộ nạn nhân vào trong bụng. Rắn Alacoda là một chi rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Rắn khổng lồ tên quốc tế Alacoda, tên địa phương Sucuri, gồm 4 loài rắn thích sống dưới nước hoặc ẩn náu trong các đầm lầy, các con sông và các cánh rừng rậm của khu vực Nam Mỹ. Chúng gồm các loài màu xanh, màu vàng, đốm trắng và đen. Rắn khổng lồ Bolivia, những người Tây Ban Nha đi khai phá Nam Mỹ còn gọi rắn khổng lồ là Matoroto, sát nghiêu giết cả loài bò. Những cái tên đó đã cho thấy phần nào về kích thước cũng như tính cách của loài chăn khổng lồ. Có thể nói hiện nay không một loài rắn nào có thể giành lấy ngai vua từ loài rắn Alacoda. Trong số 4 loại rắn khổng lồ nói trên, loại rắn màu xanh có kích thước lớn nhất. Con trưởng thành có thể dài tới 9m, nặng tới 550kg. Kích thước ngoại cỡ của chúng chỉ có thể thua kém một chút so với người anh em trong các loại bò sát. Đó là giống chăn gấm châu Á. Loại chăn này có chiều dài lớn nhất trong các loại sinh vật họ rắn. Con trưởng thành có thể lên tới gần 10m. Giới nghiên cứu cho biết khi rắn khổng lồ lột xác, các lớp da của nó thường giãn ra tạo lên một kích thước ảo lớn hơn nhiều so với thực tế. Tin tức về những con rắn khổng lồ ngoại cỡ thường không thể xác nhận, không chính xác trong trí nhớ của nhân chứng, hoặc đơn giản là người ta đã đo đếm lớp da mà rắn khổng lồ để lại. Tất nhiên, không một người bình thường nào muốn nhảy xuống sông để đo đếm kích thước thực của rắn khổng lồ, bởi con vật này có thể dễ dàng giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh. Phần lớn thời gian, chăn khổng lồ bơi dọc theo các con sông để tìm thức ăn. Chúng thường sống đơn độc và khá nhút nhát, nên không mấy khi được nhìn thấy trong thiên nhiên. Chăn khổng lồ ngụy trang rất tốt trong các đầm nước, nên chúng dùng những vùng này làm nơi trú ngụ. Đã có những tin tức cho rằng rắn khổng lồ thích ăn thịt người. Ngày 30 tháng 10 năm 1990, tuần báo World News đã đăng tải một bức hình về một con rắn khổng lồ dài 7m, nặng hơn 150kg được các nhà nghiên cứu Nhật Bản bắt được tại Amazon. Con rắn có cái bụng căng tròn vì vừa mới sơi tái con mồi. Ngày 8 tháng 1 năm 1991, tờ báo trên đã cho đăng tải. Các bức ảnh cũng kèm theo kích thước cho biết rắn là thủ phạm ăn thịt tới 6 em nhỏ. Các tấm ảnh do một nhiếp ảnh gia tên là Jack Ribe, người Anh gửi tới. Anh này cho hay các bức ảnh nằm trong số bưu thiếp mà người bạn gửi cho anh. Tuy nhiên, sau một thời gian im lặng, Mark Ribe phải xì ra tấm hình tẩy con rắn không ăn thịt người mà vừa mới nuốt một chú dê. Thêm một điều nữa rằng các tấm ảnh không phải vừa được chụp mà đã có từ thời Thế chiến thứ hai. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thực tế các quân nhân có dấu hiệu quân đội trên trang phục của họ đã được Mark Ribe cố tẩy bỏ. Con rắn khổng lồ trong bức ảnh cũng không phải là đồ thật mà chỉ là một chú chăn châu Á được chỉnh sửa. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại trên những video tiếp theo và hãy nhớ bấm nút đăng ký tại đây để không bỏ lỡ những video hay nhất trên kênh của chúng tôi.